Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả anh chị em. Hôm nay thì cũng tối rồi, lúc trưa nay em có chiều nay em có lên một cái clip bán cái quả kẻ cánh bầu mà nó chưa lên màu ấy. Kẻ gặp kẻ bầu chưa màu ấy thì các bác tranh nhau, các bác chốt hết sạch rồi, rất nhiều bác chưa mua được. Thì khả năng là sang tuần thì em lại có cái hàng đấy nhá. Thì hôm nay nó có mấy cái con cũng kẻ cánh bầu các bạn, nhưng mà mấy con này nó lại có màu các bạn. Nó có màu thì dành ra là giá nó sẽ đắt hơn một tí. Đấy, cho nên để anh em sưu tầm. Nhưng mà hôm nay thì giá bán nó cũng vừa phải, nó cũng toàn là kim tự nhiên các bác nhá. Đấy, rễ thì nó đi nó cũng khỏe rồi, tất cả đều xuống rễ hết rồi, ki rất là căng. Lá thì nó là dòng lá nhựa. Đấy, nhiều anh em bán trên thị trường này anh em cứ bảo nó mít đồng xu nhưng không phải đâu các bác nhá, nó bé bé nó thế thôi. Đấy, tố chất nó như nào là mình phải nói như thế. Đấy, em cũng đi nhanh này, tối cũng muộn rồi, cho các bác còn chốt hàng. Các bác chốt thì mai em đóng hàng một thể nhé, thì mai thứ bảy rồi. Đấy, đơn số 1 này. Đấy, đơn số 1 là lên là nó có kẻ từ chân này nhá, kẻ từ chân. Đấy, đang bắt đầu lên kẻ này. Đấy, con số 1 này thì em bán là thôi, con này em bán là 280k nhé, 280k, nó có kẻ nhưng mà nó ít kẻ hơn. Đấy, nhưng mà kẻ từ chân, tầm này về bắt đầu các bác lui lắng là nó lên kẻ nhá. Đấy, hôm nay ánh sáng nó hơi tối một tí. 280k cho con số 1 này. Con số 2 này thì đẹp hơn các bác nhá, đẹp hơn. Đấy. Con số 2 này thì em bán là 320k. 320k, thôi em lấy 300k đi. 300k nhá cho con số 2. Đấy, kẻ ngay từ những đường kẻ từ chân rất phê. Con số 3 này. Con số 3 này đẹp hơn tí nữa này, lá lõ nó đang lên kẻ này. Đấy. Ki rất khỏe các bác nhá, toàn bộ là ki cắt khúc ươm tự nhiên hết. Đấy. Thì con số 3. Con số 3 này thì em bán là 350k, 350k nhé, con này nó đẹp hơn. Đấy. Con số 4 này, con số 4 thì đẹp nữa. Và con số 4 này trước em phải bán 500k đấy. Đấy, hôm nay em bán 400k nhé, 400k con số 4. Đẹp, đấy. Từ những lá chân nó đường kẻ nó rất là nhiều các bạn nhé, rất nhiều đường kẻ. Bây giờ ánh sáng nó hơi tối, tầm 10 giờ tối rồi cho nên nó hơi tối một tí. Rồi về ra nắng nhìn rất là phê. Khi ươm tự nhiên thì nó bé bé thôi nhưng mà lên cao là nó sẽ rất là đẹp đúng không nhá. Con số 5 này. Con số 5 này thì nó là ki 52 mầm gốc đó nhá. Đấy, nó cũng sọc từ chân. Đấy, nhưng mà nó không được bắt mắt như cái con này, các bác hiểu không ạ? Con này tuy nó là ki 51 nhưng nó lại rất là bắt mắt, màu mè rất là sặc sỡ. Thì con số 2 này. Con số 2 này thì em bán cũng 400k các bác nhá, nó bằng con số 1 à, bằng con này. Con này gọi là con số 5. Con số 5 thì cũng 400k các bác nhá. 400k bằng con số 4. Đấy. Con số 6. Con số 6 thì nó là một cái bộ gốc. Bộ gốc này thì trên này nó có một cái ki. Các bạn có một ki đây ra dễ rồi, các bạn nhìn nữa. Đấy, vẫn còn rất nhiều mắt ngủ nhá, còn rất nhiều mắt ngủ. Đấy. Con này sọc từ lá chân luôn, rất phê. Thì mầm gốc lên rồi, còn cái mắt gốc thì nó đang sưng sưng. Đang sưng mắt gốc. Đấy, con này kẻ rất là phê luôn. Đấy, thì cái chậu này, cả cái chậu này thì em bán là 680k. 680k nhá. Tính ra hai cái này thì có 300, hơn 300 nghìn một cái. Còn rất nhiều mắt ngủ và mắt gốc nữa. Cho anh em sưu tầm, anh em nhanh tay. Đấy. Còn lại là bác nào mà thích lấy những cái cây bầu mà nó như thế này, nó cứ tầm tầm khoảng tầm trên 20cm như này, nhưng nó kẻ chậm nhá. Đấy. Thì em cứ bán là 500k một chậu. Đấy, thì dưới này là nó, các bác nhìn nó chưa lên kẻ đâu. Đấy, như lên lên đây bắt đầu là nó đang phát kẻ này. Đấy. Những cái chậu như này là cứ tầm tầm trên 20cm thì em bán là 500k một chậu các bác nhé. Đấy, tầm này lên rất là phê luôn. Đây rất là to, khỏe, dễ lực lưỡng. Đấy. Thì các bác sưu tầm con nào cũng được. Rồi, em xin phép em xuống like này. Bác nào lấy kỳ nào các bác nhanh tay liên hệ với em nhé. Số điện thoại em là 0903 208 533. Vâng, em xin cảm ơn.